người chơi cần gì, mong muốn gì ở game MU và hướng tới sự cân bằng số lượng giữa các chủng tộc trong game. Ban quản trị S2.vn đã dày công nghiên cứu và thức trắng đêm để cho ra hệ thống máy chủ mới trí tôn. Nhà xấu. Season 2 đặc biệt sử dụng auto reset in game, anti hack protection VIP, phát triển 5 lớp nhân vật chuẩn quét gen. S2.vn chính thức open beta vào 16 giờ ngày 2 tháng 10 năm 2021. S2.vn bang hội tranh hùng. Vì tắc bác có sao ốp cái tên vào nhà sen long hơi chảy, nhưng mà tên đấy là tên mà Hồng Anh như tôi nói đấy. Bi Hồng Anh vào trước ông Quýt thì đang bận bắn màu một, nhưng mãi sau Quýt vào thì Bi Hồng Anh bóc không được nhiều dân mà chết để xử quân, thế tên đấy không ốp được long. Tên đấy mà Quýt vào thì là long yếu hơn hẳn đấy, thì long nhà xấu. Quýt trận này đánh cũng tốt mà anh em, cái trận này đánh tốt mà, nhà xấu vậy đánh hay mà, quản được cả một nữa. Rồi, chúng ta cùng nhau đến với trận đấu chung kết đầu tiên của đội bạn thể loại gì nào? Cố gắng xin một trận bài đẹp, mắc bình để chiến thắng luôn hay không? Cố lên, cố nốt trận đi, mệt thì cố nốt trận đi. Mệt thì cố nốt trận đi nhá. Đây là AC nào? Mình quên lại chụp quân. Đúng rồi, 5-2 là hòa C hòa trận đấy. Chuẩn chỉ. Hãy quả này, ui. Quả mày dò chuẩn thì lỗi. Ô. Giật một chút. Ô, không sao. Hãy quả ăn được, đá nhiều tí. Hey, hai con. Được, ok. Con nữa không nhỉ? Đây là BB, còn đây là biến thủ Hồng Anh. Bãi quả 7 cây dành cho Hồng Anh. Trận đấu Hồng Anh đầu cánh thì đi trong cánh và hy vọng bài sẽ đẹp. Cảm quyết đầu cánh bên kia rồi. Trận này thì mình đang muốn xem máy của thủ Hồng Anh một chút đi. Hồng Anh đầu cánh. Chúc mừng rằm tháng 9 anh em nhé. Chuẩn rồi, hôm nay rằm tháng 9 đấy. Chuẩn rồi anh ạ, làm đúng chuẩn rồi. Kéo về chung thì tất nhiên nó sẽ căng thẳng. Mình thì không gặp họ nhiều nên là bảo là bắt bài lối đánh được như là gặp các cầu thủ Việt Nam đánh kèo random hàng ngày nó cũng khó. Thế đôi khi nó có sự biến ảo và có những cái tình huống mà mình không thể đoán trước được, có sự bất ngờ. Bài Hồng Anh được đấy, có quả phụ luôn kìa. Giảm tháng 9 này bao nhiêu hoa mỗi năm mà. Mọi em vừa ra cửa công ty này, thì thấy công ty là cái cửa hàng hoa. Ra từ cửa từ xuống cầu thang và thấy hoa ngập tràn rồi. Cứ 2-3 lốp, 4 lốp một bó hoa. Mọi em khuyên anh em nào ấy, nếu mà đang tán thì thôi, hy sinh thương tốn tí. Nhưng mà em nào yêu rồi, cũng như là có vợ rồi ấy, tặng một bông luôn, tượng trưng thôi, còn để tiền để tặng cái khác. Mua cái gì, mua cái bánh, kể cả bánh gato cũng được. Đó mà cũng đấy cũng tùy theo bạn gái hay vợ của anh em nữa. Có người lại kiểu thích cái
hoa hòe tí, có người thích hoa tặng vật chất hơn, à vật vật phẩm hơn. Và những em thì làm 1, 2, 3 bông tượng trưng, còn lại mối khác. Bài hoành bài đẹp. Thế nhà xấu Hồng Anh dâng cao bắn nhau Hồng Anh ơi. Dâng cao rồi bắn nhau, bắn thằng đầu cánh luôn. Đây là game thủ càng quýt. Quýt cũng nhà xấu đấy. Ờ, có rừng đấy. Có rừng. Nó cũng cái mặt từ nhà bi sang là đang rất trâu. Đồ ăn thì đã ổn rồi. Hấp tôi thì cài có gì à, thế nếu có thì nếu có tí tốt hơn anh em. Phụ nữ thì ai giải thích được nâng niu, được chiều. Có tí vẫn tốt hơn. Tình huống bất khả kháng không có thì phải chịu. Mai map tươi em này, map tươi này. Thôi, bi đánh tại nhà. Có quả phụ, map có vẻ tươi đấy. Hiệu map bên kia đồ bạn sẽ bình thường thôi. Xấu xấu tí cũng được, dứt điểm nhanh nào. Hồng Anh là bài đấu sẽ cắt dần đi dâng thôi. Với cái bài nhà chả có cái thế gì cả. Hỏi bi xem tặng vợ món gì à. Bi chắc là có rồi, bi màu mè phết đấy. Chắc thể nào thì có quà. Rồi dâng qua 3 giờ. Đó là lựa chọn của anh thủ Hồng Anh chuẩn. Thì bài này là bài đấu mà không có một cái thế nhà để đánh cung. Thì có thế nhà là không có thế gì cả đấy. Ủa? BM, vậy không có anh 3 giờ hay sao ấy. Thì check lại Hồng Anh nhá. Thì check lại luôn. Bạn quả này không ăn rồi. Thì thế nhà đồ bán siêu đẹp vào lòng một chút thôi. Hoặc là sâu, kịch sâu trong góc 3 giờ. Hai nhà khác thôi, ổn không? Bi, ok, ổn. 27 dân cộng 1. Bỏ nhà rộng đến cùng. Càng quy 28 dân cơ, có quy định tại nhà. Ôm nhau với game thủ Bi. Hỗ trợ cho Bi thì đúng hơn. Quay trở lại với game thủ Hồng Anh. Và trận bên này sẽ có giao tranh trước. Có một bãi quả Hồng Anh ép lực. Hồng Anh đang muốn checker lại một tơn. Cũng vừa đi check vừa đi dò đồ luôn. Xem trong này có gì không. À đây đây, Hồng Anh đọc vị luôn rồi. Đọc vị trong này có người, Hồng Anh đóng A luôn rồi. Map này nó có vẻ tươi đấy, tôi thấy nhìn thấy nhà nào thì cũng đẹp. Bánh xe dành cho em thủ Hồng Anh. Hy vọng vì trong 3 giờ sẽ là một nhà. À đây, màu nam anh em nhá, màu nam game thủ Sen Long. Trận đấu Sen Long kịch trong 3 giờ, Hồng Anh đóng 1 A ngoài 4 A trong. Đổi hướng nó rất nhanh dành cho em thủ Hồng Anh. Nằm lên đời muộn hơn Hồng Anh rồi, rõ ràng là như vậy. Bên bên kiểu A hay nhà nào giống A không? Sở tham thì mình thấy Vũ lên đồi là khá muộn. Cô xem Hồng Anh sẽ đấm sang lòng như nào đây. Gì đây? Ui, ui. Sóc giống như kiểu của mình chứ, cứ sóc xong là tắt 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 tắt. Sóc xong là loạn hết cả lên. Chết lại nhanh xem có đều cùng hay không. Ông anh với ông tiểu thủy ngư sóc cái truyền kiểu vậy khơi. Úi giời, nhiều bánh xe. Ôi giời ơi, nhiều bánh xe anh em ạ. Long còn chưa có bánh xe, vừa có xong rồi. Vậy là hơn 30 giây nữa Long mới có tới cùng đầu tiên. Ông anh có 2 tơn rồi. Đấy, không giết được nữa thì thôi. Đấm đi, vào đấm đi. Bạt đấu tươi hơn cho các game thủ chúng ta. Cố gắng tận dụng nào. Chào anh Nhân Hoàng nhá. Rồi, với cái lực này Hồng Anh vẫn sóc đều vào đấm luôn, vào luôn, sợ gì. À, Long đứng lại đấu luôn à, dọa vía à. À, có dân, có dân, có dân, có dân.
Khó dân, điều khéo không anh ơi? Cung RAC có phải cung RSEC đâu. Cung RAC có phải cung RSEC đâu mà ông vào ông đảo dân. Đảo như thật vậy. Long bay nhà rồi, Cam Quýt thế nào đây? Cam Quýt thì đang... Đây, Cam Quýt đây. Cam Quýt thì đang đối đầu với màu... chưa gặp à? Mà quay trở lại với Hồng Anh thôi. Hồng Anh thậm chí đang muốn vào trong cánh luôn khi mà Long đã rất yếu. Đây là màu 1, game thủ Tiễn Như Vũ. Một bài đấu mà Vũ là người lên đời muộn. Giờ vẫn đang giữ được dần đây. Chạy 7-7. Thì Quýt thì đẩy xuống cánh bên kia. Ở cánh kia xa đấy nhở. Chưa gặp ai đấy, 7 đây này. Lùi tí đi lại bắn luôn kìa. Rồi hai nhà vào đấm 7. Cái trận đang rất tươi dành cho các cầu thủ chúng ta. Tăng trước nhà bè tiếp theo tới từ cầu thủ Cam Quýt. Ruộng 7 đây luôn này. Rồi 7 đầu cánh. Nhà cũng sâu. Nhà cũng là rất sâu dành cho màu 7. Chắc chiêu nào. Đừng để mất quân lẻ kìa. Rồi bi vào trong bắn dân. 60 dành cho anh thủ bi. Còn 5 có mỗi vài con quân thôi bi ơi. Đúng vài con quân này đấy. Dồn tiếp. Một sang cứu màu 7. Thế này thì ông anh sẽ quản màu 1 luôn. Rồi không, ông anh đang muốn bắt chết hẳn game thủ sang lòng cái đã. 41 dành cho ông anh. 3 đấu mà bên kia lên đời rất muội em thấy đấy. 3 đấu lên đời muội và đồ còn thế nhà còn xấu nữa cơ. 3 đấu mà rất tươi cho các em thủ chúng ta. Đấy trận dựng cái chuẩn là win rồi. Vì thì đang dồn quân xuống hỗ trợ cho các em thủ Cam Quýt. Hỗ 2 tăng A lên đi ơi. Tăng A trận này là win rồi. Bỏ giày thêm này cái đi. 1 kìa, trận này hơi ít quân nhá. 5 A thôi, tôi nghĩ là nên có phải là BC dành cho các em thủ đi. BC trước. Ui. Rồi, nhóm thích làm thì làm. Thấy trận đang cửa trên và ông Bi bục phật của BC phút thứ 20 đào vàng. Thì mà Hồng Anh với Quýt vẫn đang là quá khỏe. Cả Bi tự tin là đội bạn sẽ không sờ được vào nhà Bi. Thằng năm vẫn còn quân Hồng Anh này, bắt nốt đi kìa. Cổ báo nhở. Càng quân nào, quân là 83. Hai bài trước nhà chúng ta thì không bị mất một con dân nào. Quýt và Bi không mất con dân nào em ạ. Sơ luyến thì nhà xấu. Sơ luyến nhà xấu bị quấy một tơ rồi. Vũ thì bài đấu lên đời muộn cũng bắt bị bắt mất rất nhiều quân. Cũng BC dành cho Càng Quýt. Cái này tôi nghĩ Bi sẽ lên búa trước. Lên búa xong đội bạn sẽ Quýt. Có ai có quản lại màu 5 hay không? Màu đang đẩy ra kìa. Đấy, 5 bây giờ ăn hoang này. Một bài đấu bay nhà và màu 5 đi ăn hoang rồi. Đi ra 82. Rồi, vẫn đang có một tên gọi là áp lực để cho đội bạn thấy là mình vẫn đang dốc quân. Cái kia Hồng Anh về kìa. Cứu Hồng Anh kìa. 32 thì Hồng Anh. Vũ siêu vẻ phết nhỉ. Bí Quý có vào Vũ luôn không? Vào Vũ một tên không? Đây, đang vào Vũ rồi. Đang vào Vũ dành cho BB và cái thủ Cam Quýt. 7 sang cứu. Hồng Anh vào luôn đi. Tên này ốp không cần hổ báo lắm đâu. Ốp dọa một tên đội bạn thôi. Ở nhà kích 4. BK. Gỗ kìa. Ở BK. Hôm giờ này xong sẽ nhặt cái 4. Và trận đấu nó sẽ an bài luôn rồi. Và cái việc tuần này mình thiêu quân thì đội bạn sẽ mất quân. Đội bạn không có đủ quân để ốp cửa của chúng ta. Đi được quân thế nhở. Cả Hồng Anh nữa. Vì lượng quân đi không là không nhiều. Mà Quýt đang là quá đông. Chỉ dám một càng Quýt. Rồi ốp dọa một tuần và sau đó lùi. Quay lại quản 7 luôn. Quay lại bán 7 luôn. 7 đúng rồi, thiêu quân bên nhà thằng 1 rồi. Quay lại bán lại 7 tuần luôn. 7 nhà rất xấu nhá. Đây. Phải lại xúc 7 luôn rồi Cam Quýt. Đấy, đúng rồi. Hắn đánh là rất chuẩn dành cho thủ Cam Quýt. Quýt sẽ là người đào vàng tiếp theo của chúng ta. Đấy, vào trong để bắn dân. Cái thế nhà rất xấu và sơ luyến đang hơi khổ. Rồi, móc đi. Đau lắm đấy.
dân đào vàng nghìn gỗ, đúng rồi, bỏ hết dân gỗ đi đào vàng cũng được. Này đồ bạn biết còn đợi gì nhỉ? Hồng Anh bây giờ cứ quản lại màu năm thôi. Hãy từ dành cho những thủ Hồng Anh. Đồ bạn biết một có đào vàng không? Có sao tham một không đào vàng thì là bị gõ cửa. Đây vẫn chưa đào vàng đấy. Không biết đội bạn còn gì mà đánh. Có lẽ thì tỷ số nó sẽ cân bằng. Chúng ta để thua 2 năm trong thể loại sen và thắng lại 5-2 ở thể loại AC. Ở thể loại đúng như kỳ vọng của tôi thì các em thủ là đánh rát hơn và tốt hơn so với thể loại sở trường của đội bạn là thể loại sen. À, một lại ốp quýt kìa. Bị sang một tên. Bi 4 xong rồi. Đấy 4 ốp quýt, quýt lùi lại một chút cũng được, bi sang đấy. Kene đã bi sang đúng rồi. Ốp quýt nhưng mà bi đã lên 4 mất rồi. Đúng rồi em ạ. Bài sen thì nó nói chung là nó... Như em nói đấy là game thủ top 1 thì rất ít khi ép lỗi sen. Bài gần tí tí ổn ổn là xong thôi. Mấy trận vừa rồi sen có con nào ép lỗi đâu. IC thì bài chớm xấu thôi là gãy rồi. Đây trận này đấy. Cái bài xấu bên kia không cửa dãy. Ờ bắt đầu vẽ ra dành cho bị. Quýt cũng bị mất một tôn tham. Mất dần hơi nhiều. Tôn này ít tôi nghĩ mất dần hơi nhiều đấy. Sáng hót, sáng hót nào, sáng hót nào. Rồi đẩy lên, đẩy lên. Giờ này thì bị thậm chí dí thẳng đội bạn luôn cũng được. Khi mà ở nhà Quýt bị vẫn còn rất nhiều những con cùng đờ. Có đội bạn là người phải lôi quân. Ủa bà bị đã lên xong. Bạn chặn lên xong chưa? Ngày mai Bi sẽ có hai kèo nha, kèo chiều và kèo tối. Mọi người ủng hộ cho Bi kèo ở trong ngày hôm mai. Một 143 dành cho game thủ Bi Bi. Cổng nguyện cho không bị đời 4, không bị đời bán, không bị đời 3 thôi. Cả người cửa cho bên kia thì bắn nhau với những con cùng gờ và hot. Ô bà bắn chặn như này. Lau đang hồi phía gần nhà của người thủ Tiễn Như Vũ. Ôm đẩy tơn sâu nào. Đẩy tơn sâu cho đội bạn có động lực một quýt. Thôi Tiễn Như Vũ là người đi sai. Tỷ số là 5-2 trong thể loại AC. Và chung cuộc là 1 đều về thể loại. Một đều về thể loại và hóa chất anh em nhá. Chết làm kèo cùng lờ. Hóa hết cả mặt, chóng hết cả mặt. Cảm ơn tất cả em quan tâm theo dõi và comment ủng hộ cũng như tặng sao cho em thủ EB trong kèo đấu buổi tối ngày hôm nay. Kèo nghỉ anh em nhá, kèo nghỉ. Hóa hết cả mặt rồi, hẹn lại em vào những kèo đấu ngày mai. Xin chào, chúc các em ngủ ngon anh em nhá. S2.vn, MU online cổ xưa, hiểu rất rõ người chơi cần gì, mong muốn gì ở game MU và hướng tới sự cân bằng số lượng giữa các chủng tộc trong game. Ban quản trị S2.vn đã dày công nghiên cứu và thức trắng đêm để cho ra hệ thống máy chủ mới Chí Tôn, phiên bản Season 2 đặc biệt, sử dụng Auto Reset In-Game, Anti-Hack Protection VIP, phát triển 5 lớp nhân vật chuẩn West End. S2.vn, chính thức Open Beta vào 16 giờ ngày 2 tháng 10 năm 2021. S2.vn, bang hội tranh hùng.